Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về cái site matrix.com về cái for thanh toán, bằng chứng thanh toán của cái site này. Cách đây không lâu thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách kiếm cái token ký hiệu là XLM từ cái site này nhé, bằng cách là chúng ta trả lời các cái câu hỏi mà có giá trị tiền ở trên cái site này này. Đấy, trả lời hoặc là chúng ta vote các cái câu trả lời của người khác để chúng ta có thể nhận thưởng. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem bằng chứng rút tiền của mình nhá. Đây, vào cái phần balance của mình. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái phần lịch sử này. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây thì mình đã rút 2.1 USD, 2 đô la, tương đương là 29 XLM nhé các bạn. Đấy thì mình rút về sàn Binance luôn. Đây thì đây là bằng chứng rút này. Nó trả về sàn Binance rất là nhanh nhé các bạn, chỉ vài phút sau thì chúng ta rút thôi. Đây thì nếu mà các bạn rút thì các bạn ấn vào phần Binance này. Sau đấy các bạn nhấn redeem này. Đấy, thì các bạn điền số lượng XLM chúng ta cần rút, sau đấy các bạn điền địa chỉ ví Stellar của chúng ta này và cái memo của nó. Ok. Đấy, ở đây thì cái phần này thì ở trong cái sàn Binance nó có hết, có địa chỉ ví này, có Stellar memo. Chúng ta điền vào đầy đủ, sau đấy các bạn nhấn product brokers này thì nó sẽ rút tiền về chúng ta. Chỉ trong vài phút thôi thì cái XLM này nó sẽ trả về Binance. Ok, đây là một cái dự án cũng khá là thơm và kiếm cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ nói lại một chút nữa về cái hình thức kiếm ở trên cái site này. Cách thứ nhất là chúng ta trả lời các cái câu hỏi ở trên site. Đây các bạn ấn vào. Đấy, nó sẽ hỏi là how do you get your daily news, bạn nhận được gì vào ngày mới này. Ở đây thì mình không rõ nhận được thông tin gì vào ngày mới, cái tin tức ngày mới đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể điền trả lời các câu hỏi hay. Đấy, hoặc là chúng ta am hiểu về tiếng Anh thì các bạn có thể điền trả lời bằng cách là gắn why and work. Đấy, để chúng ta viết câu trả lời. Các bạn nhấn submit này. Còn nếu như bạn nào mà không giỏi về tiếng Anh, ok, thì cũng có một cách, đó chính là cách chúng ta vote các cái câu trả lời của họ. Chúng ta sẽ lựa chọn những cái câu trả lời nó hợp lý này, ta vote. Mỗi một cái bài viết như này chúng ta sẽ có 16 lượt vote và chúng ta sẽ vote cho 4 bài viết có giá trị nhất. Đấy, và chúng ta sẽ nhận được phần trăm số tiền mà các cái bài viết này nhận được. Đấy. Đấy, mỗi bài viết thì tối đa là 4 lượt vote nhé các bạn, vote lên này. Đấy, ok. Đấy, các bạn cứ vote và các bạn sẽ nhận được tiền về thôi. Nó sẽ cộng cái XLM cho chúng ta khi mà cái chương trình của nó kết thúc đây. Các câu hỏi này, ví dụ câu hỏi này còn 3 giờ nữa nó sẽ kết thúc này. Đấy, thì nó sẽ cộng tiền cho chúng ta. Khi mà chúng ta vote vào các cái câu hỏi được giá trị nhiều tiền thì chúng ta sẽ được càng nhiều token XLM nhá. Đấy, chúng ta cứ click vào và vote thôi. Cái này thì các bạn có thể làm vào những thời gian rảnh ấy, những cái lúc chúng ta rảnh thì chúng ta có thể làm rất là nhanh thôi, không tốn quá nhiều thời gian của các bạn. Đấy, và token thì nó sẽ trả đều về và được một số lượng nhất định thì chúng ta sẽ rút về Binance. Đấy, cái sàn Binance. Đấy. Ngoài ra thì các bạn còn một cách nữa các bạn kiếm này là các bạn sẽ giới thiệu bạn bè cũng như là những người tham gia khác vào phần invite and earn này. Đấy, các bạn sẽ copy cái đường link. Ok, đây. Đường link ở đây, đường link ở phía dưới này, đây. Các bạn copy đường link này. Sau đấy các bạn giới thiệu đến bạn bè hoặc là những người đăng ký sử dụng khác để chúng ta giới thiệu. Ở đây thì mình giới thiệu được 0.391 XLM này các bạn này. Đấy, các bạn giới thiệu càng nhiều thì các bạn sẽ kiếm được thêm càng nhiều token, và đủ token thì chúng ta có thể rút về sàn Binance hoặc là bất cứ một địa chỉ ví XLM nào phù hợp chúng ta có thể rút. Đây là một cái site khá tốt để chúng ta có thể làm vào những thời gian rảnh. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.